Xin giới thiệu với quý anh chị và bà con. Đây là những quả táo đá và chùm nho đá ngọc xuất xứ ở Pakistan, hàng decor cho phòng khách và bàn trà. Quả táo đá này thì có kích thước chiều cao là 15 cm. Cái cuống này nó bằng kim loại mạ vàng. Kim loại mạ vàng. Chiều rộng quả táo này là 13 cm, chiều cao là 15 cm. Mặt hoa văn đá 4 mặt. Hoa văn họa tiết 4 mặt khác nhau và rất là đẹp. Quý anh chị bà con có thể nhìn tham khảo. Này. Cân nặng của quả táo này là 3,4 kg. 3,4 kg, quả táo rất là to. Decor rất là đẹp. Đây là quả táo nhỏ. Quả táo này thì nó tương đương với cái quả cam canh. Tương đương quả cam canh hoặc quả cam V2. Cuống nó cũng bằng kim loại mạ vàng. Mặt nó rất đẹp. Xuất xứ thì đều ở Pakistan. Đây. Xuất xứ ở Pakistan. Cái vân đá của nó rất là đẹp. Còn đây là những chùm nho. Chùm nho này được tỉa từng quả một, mài đánh bóng và gắn từng quả một như chùm nho thật nhé. Đây, như chùm nho thật. Đấy, được gắn này, cuống này, cuống nho này. Như chùm nho thật. Rất là đẹp. Như hàng đề co. Còn bên cạnh đây là gia đình nhà rùa. Gia đình nhà rùa. Đây cũng bằng đá này. Đấy, cũng bằng đá. Con rùa này thì có đường kính để đo. Con rùa này có đường kính chiều dài là 22 cm, 22 cm. Chiều rộng là 16 cm, chiều rộng là 16 cm. Đây. Chiều rộng là 16, 16 cm nhé. Đây này. 16 cm. Nhìn này chúng ta nhìn chỉ có 15 thôi nhưng mà 14 nhưng mà nó là 16 cm đấy nha. 16 cm. Con ruột này cũng vậy. Ơi, gì đấy chị?